Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Mình là Hoàng Anh Bro Gamer đây. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp bức Z nha anh em. Ok, và trong bức Z cũng có khá là nhiều map, như là 4 map xếp hạng này nè, và 3 map giải trí, 4 map arena và 3 map play club. Cái này là hỏa lực, có nghĩa là bánh bom nè anh em. Còn cái này á, là hai vòng bo. Đây là vòng bo nè, màu tím nè, và ở ngoài là vòng bo nè anh em. Và hôm nay mình sẽ chơi test thử cái map rock gear này nha anh em. Đó là cái map chạy xe đấu với nhau anh em. Map này cũng khá hay và cũng đã thấy được nhiều người chơi, mình cũng chưa chơi nên mình sẽ test cho anh em xem. Ok rồi thôi, pew pew. Ok anh em, mấy ông nội này ổn quá. Thằng bụng bốn chưa hả? Anh nghe còn gì? Ivan này bụng cọng. Đấy, nó sẽ cho mình chọn ba cái xe mà. Mới vô mình sẽ là người lái xe này. Đây, 그냥 같은 게. Mình sẽ chờ xe bước ghê. Ủa, mà tắt tiếng nha. Cái xe bước ghê này là nó có chế độ bom truy đuổi anh em. Vài điều nhảy xin đa. Skin ba lô này. Đáng ngầu. Đấy, intro mở đầu đàng hoàng nhá, như phi hành động. Đấy, mình đi với thanh niên này nè. Mình có skin xe nè. Go, let's crush them. Đó, địch rồi nè. Mình chạy đây nè, mình chạy đây. Ôi, vãi cả lô. Nó có dí mà nồng quần đầu. Nó dí nhau dữ người luôn. Em nên là có vẻ chịu trâu. Mày hay lắm đội ạ. Mình mới gây ít đam quá nè. Mới vậy mình chơi chơi tốt nè. Thôi vừa đưa từ con xe này. Yeah. Kìa, có một con xe khác đây rồi. Trời ơi. Chi đuổi trời ơi. Chỉ như một lát rồi anh em. Thật chết rồi con trai. Không trốn được đâu. Đúng, yeah. Phá hủy được một chiếc rồi anh em ơi. Đi tiếp thôi. Ôi giời, có địch đằng sau anh em. Đây, địch trước mặt nè. Ôi giời, nó nã mình. Hấp nó luôn anh em, hấp nó. May à mày. Hấp nó, đúng rồi. Thua. Nổ anh em. Ok, và giờ nó sẽ cho mình chơi từ 3 vũ khí. Mình sẽ test từng vũ khí nha. Giờ mình sẽ chơi cái khẩu rocket RPG-7. Khẩu này bắn cũng khá gắt rồi nè. Bắn đam to lắm. May. Ôi giời, cái máy này nó bị rung to ra nè. Đội mình ốc chó quá. Ngu nè, tài xế ngu quá anh em ơi. Chơi với thanh niên level lớn. Ok, giờ mình sẽ chơi vụ cái xe tránh biển nặng. Khá ngầu. Con xe này chỉ tấn công gần thôi rồi. Đó, bắn hay hay anh em. Thôi, đam mê này khô rồi. Má nó gặp thanh niên mình. Đồng đội mình ngu quá. Chờ phải tìm gà rồi. Chơi MGL nha anh em, mình sẽ test thử nha. Mai cả lèn tên nhiên nè. Đây nó lại. Nè trời ơi. Đây rồi. Một ông nội nè. Chết đi ông nội. Chết đi. Ông nội mình ngu quá. Ngu quá. Đồng đội mình là thông minh là giết nhiều rồi. Mình cũng ngu quá nè. Ôi giời. Ngu à, trời ơi, đội ngu. Đội mình ngu quá. Ngu quá anh em ơi. Mình ghét thằng đội mình quá.
mình sẽ chơi thử xe Dacia nha. Chiếc xe này là xe xuống máy. Ồ quá đẹp ơi. Kìa kìa, có một thanh niên rồi. Đó, xe xuống máy nã đảo mà. Thôi nã được thanh niên toán rồi. Thôi chết rồi thanh niên ơi. Đi đâu? À, thanh niên này. Chờ thằng mưa đấy. Trời ơi, đội mình ốc chó quá. Mình chỉ chơi M249 nha anh em. Ôi giời ơi, đội ốc chó quá. Khẩu này nã đã lắm anh em. Ôi giời ơi, đằng sau à. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, đội ngu. Trời ơi, trời có ông à. Ôi giời ơi, xe sắp bể rồi. Hay lắm. Target locked down. Chết đi ông cố. Fire on this target. Nó sắp chết rồi anh em. Target locked down. Fire on this target. Target locked down. The enemy is close to win. Trời ơi, thua rồi. Hey, mà sẽ chơi tiếp con xe này. Bắn đẻ quá anh em ơi. Đồ ốc chó. Đúng rồi mày à. Ngu. Ôi giời ơi, bên nó 15 rồi. Nè nè, có thằng người chạy qua bên này. À, thua rồi. Thôi bán này toàn ngọn nè. Chạy đi ăn sáng hết. Clip vui cho anh em là được rồi. Ok. Nó sắp bể xe nè. Ngô, mất 75 ngàn máu. Bắn chậm con em ơi. Chết mẹ rồi, nó ăn chống đỡ rồi. Hay quá nè. Đồng đội mình ngu quá, mình chém bãi. Mình có chết rồi. Hay. Sao? Thôi anh em ơi, đi phé rồi. Kể đi một trận chiến quá phê mà. Rồi. Ôi giời ơi, đội đánh bét luôn ấy. Ok, clip mình đến đây thì cũng kết thúc rồi. Mong các bạn nhớ like, share, subscribe và ủng hộ mình nha. Giờ thì bye bye. Tăng. Hello. Goodbye.